Sáng nay 6 tháng 12 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh tiếp và làm việc với câu lạc bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc thông tin nhanh về vị trí địa lý, tăng trưởng kinh tế và tiềm năng phát triển của Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và ưu ái dành nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Ông cũng mong rằng các nhà đầu tư tham gia chương trình giao lưu của câu lạc bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần giúp Long An nói riêng và những địa phương thuộc tiểu vùng Đồng Tháp 10 nói chung có điều kiện, cơ hội kết nối, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Tại buổi giao lưu, thành viên câu lạc bộ trao đổi với đại diện các sở ngành tỉnh một số thông tin về quy hoạch, đầu tư bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng, logistics, nông nghiệp, lâm nghiệp. Dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và câu lạc bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Long An là điểm đến đầu tiên trong hành trình caravan kết nối đầu tư của câu lạc bộ bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp 10, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 2019. Hành trình Caravan không chỉ nhằm mở rộng mối quan hệ giao lưu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà còn trao tặng một cây cầu giao thông nông thôn cho mỗi tỉnh đi qua.